xin chào các bạn, tụi mình đã trở lại rồi. Hôm trước tụi mình có xây một căn nhà, nhưng không may tụi mình bị cờ zipper, nổ chết và mất giường. Và giờ hai đứa mình đã di cư đến vùng đất khác, tìm lại nguyên liệu để xây lại, cũng như trang trí mọi thứ. Mới sáng sớm, Nafuzu đã có khách đến tìm rồi. Nhưng mà Nafuzu tiếp khách bằng kiếm các bạn ơi. Mà công nhận Nafuzu giờ múa kiếm giỏi quá. Mình mới vừa làm hai cái giá treo giáp, giờ hai đứa sẽ treo giáp lên giá cho nhẹ người. Bắt đầu để xây dựng thì trước hết, chúng ta phải đi tìm nguyên liệu. Khu vực chúng ta đang ở, không có gỗ vân sam, mà nguyên liệu chúng ta xây lại là loại gỗ đó. Hy vọng lần này đi tìm sẽ nhanh hơn. Trên đường đi, chúng tớ phát hiện ra một thứ hay ho, đó là cỏ mọc trên cát. Tớ không biết điều này có lạ hay không, nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy luôn đó. Bọn mình đi rất xa nhà rồi, giờ đứa nào cũng đói, ăn cho no rồi có sức đi thêm được nữa. Tiếp tục lên thuyền đi thôi. Bọn tớ vừa phát hiện thêm một hòn đảo đầy hoa, cũng tốt vì có hoa để trang trí cái sân nhà. Cuối cùng bọn tớ cũng đến được nơi, vừa lên đất liền là tớ lấy cây rìu ra chặt gỗ ngay. Bọn tớ sẽ lấy hạt giống cây vân sam này để mang về trồng, cho tiện sau này không cần đi xa để lấy. May mắn làm sao ấy, nay khu rừng này có một ngôi làng nhỏ, nên bọn tớ sẽ ngủ lại nhờ nhà dân làng một hôm luôn. Khu rừng vân sam chắc chắn không thể thiếu của này, đó là của dâu tầm. Nafuzu và tớ tìm và cho con cáo ăn dâu tầm. Lúc đầu nó khá nhút nhát, nhưng mà bọn tớ có dâu nên nó sẽ chủ động lại gần bọn tớ. Sau vài ngày đi lấy gỗ, thì bọn tớ cũng về đến nhà. Tớ sẽ giao hạt giống vân sam cho Nafuzu để mang đi trồng lại. Sau đó tớ sẽ đi tìm thêm ít đất sét để mang về nung ra gạch. Trong lúc đang lấy đất sét thì trời mưa to, thế là sờ bam ra rất nhiều quái vật, hai đứa mình phải chiến đấu để sống sót. Hết mưa trời nắng đẹp thì tớ sẽ chuẩn bị tất cả nguyên liệu lại và chuẩn bị xây dựng thôi. Còn sót là một con Enderman nên tớ sẽ xử lý luôn. Tớ không muốn xung quanh ngôi nhà có quái vật gớm ghiếc xuất hiện đâu. Ok, đến lúc vào vấn đề chính rồi.
bọn tớ đã xây hoàn thành cái sân nhà rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ follow bọn tớ nha. Và đừng quên ấn thích video. Cảm ơn các bạn. Giờ cùng xem lại cái sân nhà của bọn tớ nhé.